Madam ba ngợi khen Alpha Waraha, niềm tự hào Thái Lan, bạn rất tài năng. Ngay sau khi Alpha Waraha chiến thắng danh hiệu Á hậu một Miss Grand International 2022, nữ tỷ phú Madam Pang đã lên tiếng ngợi khen. Nữ tỷ phú Madam Pang ngợi khen Alpha Waraha, chúc mừng Alpha Waraha. Lần đầu tiên cho Thái Lan, bạn rất tài năng. Người đẹp Thái Lan Alpha Waraha là ứng viên nặng ký cho vương miện Miss Grand International 2022. Và không ngoài dự đoán khi Alpha Waraha tỏa sáng ở đêm chung kết Miss Grand International, Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Sau màn gọi tên top 20, top 10 và phần trình diễn dạ hội, năm nhan sắc cuối cùng chính thức lộ diện Brazil, Indonesia, Thái Lan, Cộng hòa Séc, Venezuela. Alpha Waraha không thể giành vương miện nhưng cô đã chiến thắng danh hiệu Á hậu một Miss Grand International 2022. Alpha Waraha rất nổi tiếng ở Thái Lan và chiến thắng này càng giúp cho cô nhận được sự tin yêu rất lớn từ người hâm mộ. Nữ tỷ phú Madam Pang ngợi khen Alpha Waraha là niềm tự hào của nhan sắc Thái Lan. Madam Pang nổi tiếng trong giới bóng đá và quan tâm đến nhiều lĩnh vực của Thái Lan, trong đó có các cuộc thi sắc đẹp. Đầu tháng 8 năm nay, Madam Pang từng chúc mừng người đẹp Anasu Angam IM giành Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2022. Nữ tỷ phú nổi tiếng của bóng đá Thái Lan đăng tải thông tin Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 202 trải qua cuộc sống khó khăn. Tuổi thơ gắn liền bãi rác vì bố và mẹ đều làm công việc thu gom rác thải ở Bangkok. Đồ chơi của cô đều được bố mẹ nhặt về. Hiện tại, nữ tỷ phú Madam Pang đang giữ vai trò trưởng đoàn các đội tuyển quốc gia của Thái Lan. Bà sẽ đồng hành cùng tuyển Thái Lan ở AFF Cup 2022.